Quý vị và các bạn, những ngày gần đây, một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của các tỉnh thành phía Nam xảy ra tình trạng quá tải, phương tiện đi đăng kiểm bị ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân của tình trạng trên là do vào dịp cuối năm, lượng phương tiện xe cơ giới thực hiện việc đăng kiểm tăng cao, đồng thời việc cục đăng kiểm yêu cầu các trung tâm siết chặt quy trình kiểm tra khi đăng kiểm, khiến cho nhiều phương tiện bị từ chối đăng kiểm do thay đổi kết cấu xe, dẫn đến việc phải đi lại nhiều lần, làm gia tăng số lượng phương tiện đăng kiểm mỗi ngày. Vậy ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng thì sao? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khoảng 20 phút thực hiện một lượt phương tiện đăng kiểm với hai làn đăng kiểm. Trung bình mỗi ngày tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng tiếp nhận từ 80 đến 100 lượt phương tiện đến đăng kiểm. Riêng những ngày cuối năm này, lượng phương tiện tăng từ 30 đến 40%. Song hoạt động đăng kiểm tại đây vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm về thời gian, chất lượng phương tiện được đăng kiểm. Bữa nay đi người ta làm có cái quy củ, có rất trật tự rất tốt ạ. Vô là làm được liền, người ta nhìn cái đồng cái ai đăng ký hay không đăng ký là có cái thứ tự nó rõ ràng, nó hướng dẫn mình tới nơi tới chốn, tới cái chỗ cuối cùng luôn, cho nên rất là khỏe mà nó nhanh nữa. Theo đại diện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng, cuối năm là thời điểm phương tiện xe cơ giới đến đăng kiểm tại đơn vị có phần tăng hơn, đặc biệt vào khoảng thời gian từ tháng 12. Vì vậy, để bảo đảm việc đăng kiểm cho người dân, doanh nghiệp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, trung tâm đã bố trí 100% lực lượng chia thành từng ca thực hiện. Hiện nay trung tâm có 4 đơn vị đăng kiểm, trong đó tại thành phố Đà Lạt có 2 làn đăng kiểm, Đức Trọng 1 làn và thành phố Bảo Lộc 1 làn vẫn đang hoạt động bình thường, không diễn ra tình trạng ùn ứ phương tiện. Thì để mà đáp ứng được cái nhu cầu của người dân á, thì riêng trạm chúng tôi á, là theo chỉ đạo của đăng kiểm Việt Nam cũng như là sở thông tải, thì chúng tôi là tổ chức là làm thêm giờ cho người dân đăng ký trước qua mạng cũng như là qua điện thoại, để mà người dân đến đây không phải chờ đợi, để mà nó đáp ứng tốt cho người dân. Riêng đối với trạm Đức Trọng á, là chúng tôi chia làm 2 ca, ca 1 là từ 6 giờ đến 2 giờ chiều và ca 2 là từ 2 giờ chiều cho tới 8-9 giờ tối, để mà đáp ứng với nhu cầu của người dân cơ bản như vậy. Nói chung là anh em là lúc nào cũng túc trực để bố trí để phục vụ cho dân, để đáp ứng được cái lượng công lực của địa phương. Năm 2022, trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới Lâm Đồng thực hiện đăng kiểm cho trên 72.000 phương tiện vượt các chỉ tiêu đề ra. Những ngày gần đây, trước thông tin một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại một số tỉnh thành trên cả nước tạm dừng hoạt động do bị phát hiện vi phạm, khiến cho người dân doanh nghiệp thực hiện đăng kiểm gặp nhiều khó khăn trong công tác đăng kiểm xe cơ giới. Song tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng, hiện nay mọi việc vẫn đang hoạt động ổn định, bảo đảm công tác đăng kiểm, góp phần bảo đảm an toàn về phương tiện, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.